Cả đời tôi sống ở đây, Cà Mau hai mùa mưa nắng. Vậy mà cả một thời trước độc lập, tôi chỉ nhớ có mùa nước nổi. Tới mùa, nước phủ trùm làm rủ mục tất cả. Cỏ và nhà, người và trâu. Mùa khô, tôi chỉ nhớ rõ được mùi đất, mùi của những rủ mục để lại từ mùa nước. Tôi biết sẽ có ngày này. Ông nội ơi, qua đây coi nè. Tôi sẽ phải kể sau đây cho Lam. Cháu nội tôi về nước nổi, về những người đàn ông và bầy trâu của họ. Của cải cả nhà chỉ có trâu, ruộng thì của địa chủ, không có trâu cày sẽ không đóng nổi thuế, trả nổi nợ, có nổi miếng ăn. Em không quên gói mo đồ ăn trưa nè. Dạ, cảm ơn ba. Năm tôi 15 tuổi, đang thế chiến, cha tôi yếu lắm. Nước lũ về, cỏ chết, trâu đói. Thì tính giá bao nhiêu? 10 đồng một con cho nó. 10 à? Gấp đôi giá của thằng Kim. Mới cách đây mười mấy ngày. 15 đồng cho người khác đó không? Tôi len bây giờ nè. Trời mưa nữa rồi. Ừ, mưa hoài. Trời năm nay biết điều, thuận mùa thuận tiết. Thêm vài đám nữa của môn leo lên nóc nhà mà ở. 3 kg lu 3 kg hủ, nó trâu lệnh ngễnh trong nhà rồi. Ba nói chưa hay sao? Mình đừng có trách trời. Hồi nào giờ hết mùa khô thì tới mùa lũ chứ. Mất luôn 2 con trâu năm nay cho ông coi. Không chịu gửi cho tụi nó len đi hồi đầu mùa chứ rồi. Đào đâu ra tiền mà. Năm nay lỡ lỡ lúc đầu rồi. Gửi một kìm qua bên ông Hưng cả. Ông cho mượn thêm chứ gì. Nó không có chịu làm giữ Hưng cả nữa bà ơi. Với lại hồi trước, có năm mình cũng giữ mấy con trâu trong nhà được vậy. Ba nó nói giọng đó, ít bữa nữa mấy con trâu chết đói rồi sao. Ai mà đoán được ý trời. Có muốn cãi cũng không được.
Chung qua đây hết cỡ rồi, làm sao bây giờ hả ba? Bên dùng cá sấu xoài, mày có qua tới đó chưa? Có, mà hết cỏ rồi. Mấy lẫm cỏ sau chùa không đủ cho trâu bò đó ăn, đâu có dư tới mình. Thầy thủ trì mới hứa với ta hôm qua đây mà. Mấy ông đuổi trâu mình đi hồi trưa này. Trời ơi, hai con trâu cực khổ quá với mình mà cũng không đủ cỏ cho nó ăn. Phải lên tụi nó đi liền. Rồi tiền đâu trả bây giờ đây? Phải chi chịu gửi cho người ta lên từ đầu mùa. Cho thằng Kiệm đi theo trâu. Ai lo câu kéo đây? Tôi. Ông thở còn không ra hơi. Trời Phật chỉ giúp mình năm nay. Có chịu đi không mày? Dạ ba. Nhớ theo sát hai con trâu của mình. Đừng có ham chơi liêu lỏng nữa nghe chưa. Dạ, con sẽ đem trâu mình về khoa hành cho ba coi. Ráng tìm cỏ ống cỏ chỉ cho nó ăn. Ăn cỏ năng hoài lâu ngày nó sẽ yếu đi nghe. Dạ dạ. Nói với thằng Lập là mình sẽ trả cho nó 10 giờ lúa. Chặn đầu tụi nó mới lên trâu tới chân núi Ba Thê. Mình đi tắt một bữa ngoài mới nhập bầy tụi nó được. Quý thần sẽ phù hộ con cả chuyến đi này. Bất cứ khi nào thấy đền thờ thần nhớ lễ lại nghe con. Dạ ba. Lấy cái nốt mới của tao mà đem theo. Trâu mà cũng đi học nữa. Tôi không ham cái ngày đó. Tối ngày đeo đuôi trâu làm hộp dưới nước. Ăn không no, ngủ không yên. Này, vậy mà học khôn nhiều chuyện lắm đó bà. Má nó hồi nào giờ chưa tới núi Ba Thê. Vậy mà thằng Kiệm bây giờ nó sẽ rành đó. Rành cái đó được giải gì? Trên Ba Thê cảnh núi non thành lịch. Trâu ăn cỏ ngẩng đầu coi mây bay lui tới. Ngứa lưng cọ mình vào cột đền vua chúa mà gãy sột sột. Từ Ba Thê cả bầy trâu len qua miệt bãi núi hoài dễ lắm kìa. Vô đi một lần đôi ba chục con là cũng. Cọp hai ba con là nhiều. Cảnh đó miệt rừng ai cũng thấy. Đằng này trâu lội mắm 300 con. Đen đồng đặc nước. Giống như hồi thiên địa sơ khai. Càng khôn hỗn độn, mấy ông thầy chùa bà giải ẩn mình trong cốc ở trên núi vì chán cảnh trần tục vậy đó mà bước ra ngóng mắt theo mày trâu lên dữ dội. Má nó ngủ thật, nãy giờ có nghe gì không? Cho không ư hử gì sao vậy? Hay ngủ rồi? Tôi nằm nghe đây mà, nghe lỗ tai chứ phải nghe bằng miệng đâu mà phải ừ hử từng chặt. Vậy là má có nghe. Ủa mà tôi nói tới đoạn nào rồi kìa? Nói tới lúc trâu từ Ba Thê đi qua bảy núi. À đúng, đúng. Bảy núi trâu an toàn cỏ lạ qua thơm. Ban đêm mũi mồng cũng ít. Có béo trên núi quỳ xuống mà đầu hàng chứ không dám sáp lại. Hey!
Hương đó có cỏ không? Tao biết nhiêu đó còn chẳng đủ cho bay đâu. Ngày mai mình sẽ nhập bầy, tụi nó đông lắm. Nếu bay biết nghe lời tao, binh giật nhau thì tụi nó chẳng dám chọc đâu. Bây giờ đi ngủ nha. Rơi xuống nước. Sao vậy ba? Biết đâu nó là công tử thủy thần, đi dạo chơi bị kẹt vô lưới mình. Mày đừng sợ, để tao lo liệu nha. Đi hả mày? Tôi muốn nhập bầy với mấy yên. Mày là ai? Đi đâu mà nên vậy? Kim, bên Hòn Sóc. Sao bữa nay mới giá qua? Tụi tao bên Hòn Sóc mới hôm trước nè. Xin đi giúp giùm em. Hai con trâu của em sắp chết đói tới nơi rồi. Hỏi đại ca kìa mày. À!
của con Nhật Bày. Con là con định bên Hồng Sóc. Ông già nói ý rồi à? Điền đâu? Ông sẽ trả bằng lúa sau mùa gặt. Lộn xộn, còn đất đi chơi khác chơi. Giá sẽ trả gấp đôi năm nay. Mười... Giải cứu mày, đi chơi khác chơi bao lên. Chú sẽ phụ một tay chăn mấy con trâu. Ông khỏi trả tiền. Ba mày tưởng là tao điên rồi hay sao á? Đừng có hông. Tôi đâu ăn ngon nữa, xin ông làm ơn. Thì sao nó bệnh quá, chắc không theo chuyến này nổi. Mình cần người thế. Mày có chuyện đó, ông già nó chắc mua chuyện gì đó. Hai điểm lo. Nè lên, rồi còn phải đi tìm con nữa. Ăn hoài mấy thứ cỏ này, cậu đã yếu sức hết. Ôi! Ê nhóc, mày được vô rồi đó. Nghe gì không mày? Thôi, không cần nữa. Sao vậy? Hùng hả mày? Khi nào đuổi thì trở lại tìm tao. Mày đói lắm, tao biết mà. Đá nhiều quá, tụi nó chịu không nổi nữa. Mẹ bà đó. Thôi, đừng nghỉ đêm. Đau lắm phải không? Tao biết mà. Mày lo giữ 10 con đó, đi giữa Thanh và Quang. Sáng mai lên đường sớm trước khi mặt trời mọc. Hai con trâu của tôi đói quá, liệu mai có tìm ra thêm cỏ không anh? Đồi cỏ trước mặt lớn lắm, có đây chừng hơn một canh. Tao phải đi thăm thính trước. Anh ơi, chừng nào mình mới tới đó được anh? Đâu phải chỉ mình trâu của mày đâu.
Nó cắt hết cỏ mẹ rồi. Mẹ đó, đủ má đi tìm đàn đẹp lên lên. Một con đi hết nổi rồi, chắc sắp chết. Thì mày biết phải làm sao rồi, chuẩn bị tới lễ. Lột trâu lên ngựa. Ê, tới tiếp tao một tay. Mày tới với nó thiệt hả? Mới đi lần đầu hả? Chút xíu còn phụ tao lột da nữa nha. Đi làm cái gì? Phải giữ bằng chứng cho chủ của nó. Sống tỏ thần lực, chết hiển linh thiêng. Xin thần hiện quy phù hộ phù hộ, thượng lộ bằng an. Sống tỏ thần lực, chết hiển linh thiêng. Xin thần hiện quy phù hộ phù hộ, thượng lộ bằng an. Chuyện gì vậy? Em thấy nó bị rớt rừng cây á. Rồi thằng Kiên, nó bắt tôi để chầm chân mình lại. Mày tắt hết lửa đi. Đủ mẹ tụi nó bao nhiêu đứa? Chừng 10 thằng. Tụi nó cắt hết cỏ ngon trên mấy cù lao xung quanh đây rồi. Chó chết. Tụi nó đòi bao nhiêu? 200. Hồi cấm đầu tiền mình lấy của nó năm ngoái á. Cấm miệng mày lại. Ai hỏi ý kiến với mày đâu? Tao biết chỗ khác có cỏ, phải lên đường trước khi trời sáng. Nằm đây, tụi nó áp vô trở tay không kịp. Để em cắt thằng Quang và thằng Kiềm canh chừng đêm nay. Ừ. Mày lớn mà đã đi lên rồi. Ba tao gửi tao đi, còn mày? Tao bỏ nhà đi. Ông già tao nhậu liên miên, khảo tiền bà già tao tối ngày. Bà bệnh nặng lắm, tao phải kiếm ra tiền nhặt lẹ để lo cho bà. Mày muốn có thật nhiều tiền không? Tao có kế này hay lắm. Mình chia. Bỏ trốn với hai con trâu và ba cà ròng gạo rồi. Đúng nè, tao sẽ cho nó biết tay một cô tới. Tao đi liền bây giờ. Hướng này. Đi đâu hướng đó? Bạn núi hướng kia mà. Nghe lời tao đi, tụi nó không biết chỗ này đâu. Ông thấy bọn thằng Kiên trong vùng này không? Tụi nó mới đi ngang đây hôm qua. Tụi nó đi hướng nào? Mày muốn tao làm rap bo cho mày hay sao? Thuế má năm nay thu nhanh trước phải không? Năm nay số chung mày lên gấp đôi năm ngoái. Tao còn phải chia sẻ mấy tép chơi nữa cho mày. Thôi vậy thì còn văn nữa mới chả. Đâu để có giấy tờ.
hay là bọn bay ăn cẩm trâu của người ta, còn thế thân của mỗi đứa bọn bay nữa. Tụi bay có bao nhiêu đứa du đảng? Được rồi, tụi thằng Kiên đi về phía nào? Giữ sống giang hồ du côn của bọn bay, bọn du thủ du thực. Du thủ du thực mà có đóng thế cho xếp tay tụi bay và cơm cháo cho bay á. Đây là tư phụ tướng bảo ta đa 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 đa. Giờ ra đúng trong tên chàng năm canh mơ màng, em đúng trong tên chàng canh nhàng bằng hoàng đau ý à. Tôi không có ưa rượu. Bọn tao không có suy sẻ tu hành ăn chay trong đó như mày. Uống lẹ, một chút không còn đâu nghe. Chính ba mày tập tao uống chay đâu. Ba tôi. Cẩn thận xíu tới. Còn nhớ mặt thằng này không? Ông nội ơi, sao tới đúng lúc quá vậy? Lửa sáng rực thế này ai mà không thấy. À, tụi mày ăn mừng gì mà mùi rượu thơm phức vậy? Kỳ này mày có hàng gì hay không? Thuốc Lào, hạng nhất năm nay. Tinh chất như vàng y. Giá cả làm sao? Mày thử coi. Rồi mày định giá cho tao. Lòng vũ xa ông bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tàu khăn. Đêm luôn trong tình bàn, ngày mỏi mòn như đá phu dòng luôn trong tình chồng. Xin chớ phụ lòng, lòng luôn trong tình chàng. Ngày mỗi mòn phụ nghĩa tàu thương, em luôn trong tên chàng. Chàng đi bao nhiêu con trâu anh? Hỏi làm cái gì? Đem theo trâu nhiều không? Biết bao thuở đó đây sông dày huyền sắc. Đã ha. Còn hơi nữa không mày? Mấy tay tiều này tụi nó có thuốc không nhất thì sao với chứ? Thank you.
Man ơi, Man ơi, thằng Kim nó về nè bà ơi. Chết hết mấy con trâu rồi. Đem cặp sừng và bầu da của nó về nè. Nặng gần chết. Mẹ nó, chẳng lẽ bỏ luôn. Trời ơi, rồi làm sao trả nợ cho người ta? Thôi, số trời vậy rồi. Ít nhất hai con trâu mình cũng còn giữ được một con. Kìm, mạnh giỏi hả con? Dọc đường có đau ốm gì không con? Đừng đi ra sao? Bộ con... Con chờ năm sau đi nữa. Thôi, lần này là lần chót. Hết mùa này bán con trâu không làm ruộng nữa. Đúng mẹ, tôi không có muốn bắt con trâu. Mới đi một mùa mà đã thành du đảng rồi à. Kìm, ăn nói cho đàng hoàng chút coi mày. Bà, để rồi mình cũng tìm ra cách để giữ con trâu mà. Cách gì? Ông chỉ tôi coi. Làm gì ở ngoài này mày? Buồn ngủ không được hả? Mấy tháng nay con ngủ bên mình nó. Bà có cái này hồi chiều quên đưa cho con. Tiếng hay quá, cảm ơn ba. Bộ ghiền rồi hả? Nhẹ quá hả? Trên ba thê, kéo thuốc mới là đã. Ông nội mày dạy cho tao bài này đó. Còn câu chót tao quên mất rồi. Nhậu miếng cho anh nha. Tao biết mày uống tới mức nào rồi. Hồi nhỏ tao cũng lên trâu như mày hơn 30 năm trời. Cha lập cho nó biết ba từ lâu năm rồi. Thằng đó đừng có nghe lời nó. Cha nó bao xưa là số dách, không có thằng nào dám giận mặt hết. Chết bỏ mẹ. Ê, không có chữ tề nữa nha mày. Cha nó ba có hàng chục con trâu, có không ba? Rồi nó còn nói với mày nữa không? Chỉ vậy thôi. Mày có gần gái chưa? Không, nhưng con biết rồi. Dạ, yeah. Biết cái gì? Cách thằng Cha Lập chơi gái, chính con thấy chả hiếp một con nhỏ.
Nhiêu đây không đủ mình ăn nữa. Ngày mai tôi sẽ ráng hơn. Lưng nhức quá bà. Không ai cho tôi mượn tiền hết ông ơi. Chỉ còn cách là Hương cả anh chả nói. Nói gì? Không, mới đưa nó cho anh chả. Bà biết thằng Kiệm thương nó tới mức nào chưa? Không còn cái gì trong nhà để bán nữa hết. Nếu ông muốn chết đói, ông đừng kéo tôi theo. Em, đi ăn trưa chút đi con. Bữa nay ăn gì ba? Món tủ của mày đây, cá lóc nướng. Ăn đi con ba. Làm dữ quá hả con? Có một con trâu một mà làm nổi bao nhiêu đây? Đứa còn mềm lắm ba ơi. Tội nghiệp, hành xác nó quá. Má mày với tao tính hết cách rồi. Chỉ còn có nước là đi giữa đất trường ta trên U Minh thôi. Ba có nói là con sẽ làm công trả nợ cho tụi nó chưa? Tụi nó mua bao nhiêu? Má mày đã nói rồi, mà tụi nó không có chịu. Ngày mai nó tới bắt trâu. Tụi nó đòi thêm tiền như không có gì hết. Bọn khốn nạn. Làm gì thì làm. Mình cũng không sống nổi ở đây với một con trâu đâu con. Không có được nào được đụng tới con trâu của tôi hết. Má mày với tao đã hứa với người ta rồi, không có nuốt lời được. Nói cho mình đợi tới mùa tới, tôi sẽ trả cho nó gấp đôi. Tao không muốn mày đi lên trâu với thằng Lập nữa. Kệ mẹ tôi muốn đi thì tôi đi. Không được ăn nói như vậy tao. Má mày phải à? Mới có một mùa mà thành vũ đáng rồi. Bà biết gì ai, chỉ biết tiền thôi hả? Cấm miệng mày lại. Mày chắc không đó? Còn ông bà già mày nữa. Ông bà bỏ đi mà, bán hết trơn rồi. Để tao nói với cha Lập. Anh có ưa thằng Chả không? Ai mà ưa thằng khốn đó. Nhưng nó là sếp. Chứ bộ anh không biết hết rõ nghề của Chả rồi sao? Mày muốn nói cái gì? Bộ mình phải làm mồi ở Chả hoài à? Mày không biết con mẹ gì hết á. Thằng Lập nó biết được là nói cho tao với mày đi mò tôm liền. Chả luôn đợi tới giờ cuối đòi giá cao nhất. Mình đi sớm từ đầu mùa ăn giá rẻ hơn. Với lại mình đâu có đáng ăn chả trả phải mình sức. Nhưng mà tìm đâu ra trâu mà len đi mày. Người ta ai thèm giao trâu cho một thằng như tao. Còn mấy người bệnh anh thì sao? Mình len trâu cho họ. Nhóc con, mày không biết bên tao mà có trâu chỉ đếm được trên đầu ngón tay à. Anh tìm bên anh, tôi tìm bên tôi. Vậy rồi mình chia làm sao? Yeah.
mày viết bài nó à? Ba tôi, ông dạy tôi năm ngoái. Bài này của người Miên, xưa lắm rồi. Vậy hả? Kim, khóa kia. Cái gì vậy? Chắc là gò lớn bị đi ngang hồi chiều. Kiên hay Lập ha? Phải tìm con đường khác thôi. Tụi Kim Lâm tay thì sao? Thì đi bên đêm. Thôi, ngủ đi. Còn hai canh nữa mình đi. Mình bỏ tụi nó xa quá rồi. Hết gạo và đồ ăn rồi. Có một cái làng gần đây nè. À, vậy thì đi vào một mắt chơi. Không, mày phải đi một mình. Tao phải sửa chiếc xuồng của tao. Mấy bữa nay vô nước quá. Có chuyện gì vậy? Anh đừng giấu tôi. Tao biết một con nhỏ trong làng. Tôi cũng muốn kiếm một con đây. Mèo của anh có bạn hay em gái nào không? Đi với tôi. Không, mày đi một mình mày. Bộ anh muốn nó ra đây cầu khẩn anh hay sao? Đừng có giỡn mày. Tao muốn lấy nó đó. Vậy thì đợi gì không lấy? Gia đình nó thù tao lắm. Chọa giết tao nữa đó. Có chữa với tao. Có chữa với tao. Hồi nào vậy? 5 năm rồi. Trước khi tao bắt đầu làm cho cha Lập lận. Của anh Đạt gửi đó. Anh ở đâu? Dẫn tôi đi đi. Anh sẽ trở lại đón chị với cháu. Má làm gì vậy má? Đi lấy quần áo của em lẹ lên. Để làm gì vậy má? Để mình đi gặp ba con. Không, em không chịu đâu. Em muốn đi câu với ông ngoại hà. Đâu? Nó đâu? Con sẽ đi bây giờ, xin ba đừng cản. Con đã đợi quá lâu rồi. Ê Quang, Kim, mày làm gì ở đây? Cũng như trước, tao làm chung với Đẹp, mới bắt đầu đây. Trời đất ơi. Còn mày làm cái gì? Tao đưa cô nước miệng này chở về tới chợ Bạc Liêu. Ghế nhậu cho tao một chén chơi, rượu ngon lắm mày. Mày có hay dụ cho Lập mới giết hai tay lên bên cha Kiên không? Mày có tin tức gì về ba má mày không? Tao không biết hai ông bà bây giờ ở đâu nữa. Tao mới gặp ba mày tuần rồi, gần trên U Minh á. Mày biết ổng giờ ra sao không? Tao không thèm làm cái gì nữa mày ơi. Ổng đang bệnh lắm. Có mình nên à. Má mày bỏ ổng rồi. Ổng không có ăn uống gì được, gần cả tuần rồi đó. Tao chỉ mong là tao thấy được má tao trước khi bà. Mày ăn bài trong lặng hay sao vậy mày? Mùa này mà ăn gà mắc chích cha. Lần này phải đã bữa chứ. Anh chịu rủi qua hợp tay với mình không? Không không. Nó mà chơi một cú như với cha Lập năm ngoái thì chích mẹ. Thì đó, nó cùng đường quá. Mình mà chơi thiệt tình nó sẽ không có trở mặt đâu. Tính uống nước mưa mà sống sao mày? Kỳ này không được bao nhiêu tiền mà mày còn đòi thêm tai len nữa sao? Tôi cho nó phân nửa phần của tôi. Nhưng mà mình cần nó làm cái gì? Tao không có ưa cái mặt thằng này. Mẹ bà, tụi bay nói cái gì vậy? Thằng Kiệm nó rủ tao về đây nhậu, chứ tao có muốn dính líu gì tới tụi bay đâu. Mấy cha ơi, tôi phải đi vắng vài ngày. Đủ mẹ. Mày hát bài gì nữa đây mày? Mày đi lo cho ông già mày hả? Ông bà già mày cái gì nữa? Mày nói với tao là mày không có thèm biết gì tới ông bà nữa mà.
lên tới U Minh thì tụi đi. Đè, anh cho mượn chút tiền nha. Bộ chưa thấy ai chèo ghe bao giờ sao? Chị chèo hay quá. Chú có muốn uống trà không? Không không, chèo tiếp đi. Đời sống vậy được không chị? Tới đâu thì hay tới đó mà. Kim, mày ở đâu mất rồi? Tôi ở đây. Chán không? Mình ngừng ăn trưa luôn. Sắp tới U Minh rồi. Tiền nè. Lập với lại Kiên cũng đang ở trong vùng. Cẩn thận nghe mày. Chừng nào chú đi? Để tối ra hẳn đi.
Chừng ai? Bóng qua em. Em muốn nó lại. Em bị bắt rồi. Em phải che cái lỗ này nữa, rồi thổi nhẹ nhẹ. Em biết thổi sáo rồi. Ai dạy chú thổi sáo vậy? Ba chú. Chú lớn vậy mà còn có ba hả? À. Ba em bỏ em đi hồi em còn chưa sanh ra lận. Còn mấy chú ở đâu? Chú bỏ ba chú rồi. Nước không ba? Ba phải ra ăn một chút đi ba. Đây là lo chèo đi. Ba đừng có lo. Cái đất như vậy hơi cực, nhưng không ai xét giấy thế thân. Cái chồm cây xuống nhà nào trước mặt chưa con? Không ba. Hồi sáng rồi hả con? Không, chiều rồi ba. Con cá mày. Không ba, nằm nghỉ ngơi đi ba. Cổ ra bây giờ đi con. Con ơi, con có tha thứ cho ba được không? Con không cùng dòng máu với ba. Nằm nghỉ đi mẹ ba. Tới làng mình đi tìm thầy cho ba. Mẹ ruột của con chết khi con mới sinh ra. Vậy ba, ba mê sản hả? Ba đã hiếp nó khi lên trâu qua gần làng. Thôi im đi. Nó là em gái của Lập. Nó láo đủ mẹ. Mấy cái chuyện bậy rồi bà mà ba mới kể chỉ là chuyện mê sản. Mê sản.
không, ba tôi mất rồi. Tội quá. Đâu tới vậy? Dạ, cùng là ông trưởng. Đi đâu mà lỡ đường như vậy? Có bà con gì gần đây không? Xin bà làm ơn giúp. Không có ai hết. Không ai hết. Trời ơi. Để coi. Thôi, chèo theo tôi nha. Ý của bà như thế nào? Trời nóng như vậy lại thêm nhiều quả, phải chôn gấp nội chiều nay. Hai bữa nay cháu không thấy cụ lão lớn nhỏ nào hết. Chôn ở đâu bây giờ? Nói là chôn cho đúng tục lệ, chứ đất ở đâu mà chôn? Chỉ có hai cách thôi. Một là xốc cây tréo ở giữa đồng mà treo trên mặt nước, chờ khi nước giựt mới đem chôn lại dưới đất. Mình có thể bó chặt xác lại để tránh nhiều quả, nhưng mà cũng không có chận nổ lâu, số muộn gì cũng. Cách khác nữa là bó xác dằn đá mà neo dưới đáy ruộng. Ai mà dám ăn tôm cá quanh đây nữa? Phải biết vậy. Ba tôi tới thế này làm gì? Chết mà không một miếng đất chôn thân. Thôi cháu, trời định vậy. Đây ai cũng vậy. Người có của, ai tới xứ này trách cha, trách mẹ, trách trời là thêm tội. Bác trai sẽ ra tay dùm. Trời chạn vạng lát nữa tối tăm khó lắm. Giờ muốn làm cách nào? Mình không còn chai nào nữa đó nha ông. Tôi thề là tôi phun ra hết trơn. Ai mà uống rượu với xác chết. Quá trời, trả bao nhiêu á, tôi cũng không thèm làm nữa. Để tới khuyên ông rồi ông coi. Bà lo làm gì cho nó mệt vậy? Cách nào cũng được, sớm muộn gì á, rồi cũng phải đi thôi. Thôi, bây giờ để bắt thắp nhang cho cháu lại. Lại không được á thì xá ba xá. Nhà hết nhang rồi đây chứ. Thôi, chẳng nhằm nhòi gì. Ông cũng không có biết đâu mà lo. Thêm một chai nữa cho vụ này à nghe. Lẹ đi ông ơi, nước chảy mạnh quá nè. Đưa sợi dây cho tôi. Nước chảy hướng này.
Con trai, con trai này làm bộ điệu quá. Trời Phật từ bi, thủy thần linh thiêng, xin trả ổng về giùm, con xin vái cạo đầu. Thôi cái này đã kéo chân tôi, chết được trả rồi. Từ từ mày, có chừng lật xuồng. Lao mình đi ông ơi, để lạnh. Cháu cũng lao mình luôn đi. Đá đâu mà dằn ổng đây. Cái này được à? Không, bộ giỡn sao? Mắc tiền quá bà ơi, rồi còn phải bê từ rạch giá về đây nữa. Tôi nè, tôi cũng không muốn ai treo thay tôi lên. Thôi, cho nó đi, làm phước cho linh hồn thằng Đại. Hồn thằng Đại thì nó đã siêu rồi, nhưng mà mất cái này á thì sống ra làm sao? Ông chỉ lo cái phần của ông thôi à. Cái đó giá bao nhiêu? Bộ tưởng rẻ sao? Làm cả đời cũng chưa chắc đủ tiền trả nữa. Tôi sẽ trả ông bà gấp đôi. Chú em tìm đâu ra tiền? Nói qua nghe coi. Tôi đi Len Trâu, cuối mùa sẽ mượn tiền mấy anh bạn. Dân Len Trâu hả? Ai mà dám tin. Giờ cho ông phân nửa, ông uống rượu ông chịu không? Rượu rượu mai mốt nó không trả lại thì sao? Ông có tiền bắt đầu từ ngày mai. Được rồi, bà muốn cá dân Len Trâu thì bà cứ cá. Miễn sao có tiền tôi uống rượu thì thôi. Chú em, lại phụ tôi một tay. Rồi, thôi bây giờ tôi đi nha. Khoan đã, để lấy cái phần ở dưới luôn. Chi vậy? Bộ ông muốn vài bữa nữa nó nổi trình ình trở lên hay sao? Nổi sao được mà nổi. Sao không? Giả lại giữ cái chân cố ấy làm cái gì được. Đợi tôi chút. Không khéo là chim xuồng bây giờ á. Từ từ. Kỳ này tôi không có chết chìm luôn là may á. Con trai trạc tuổi cháu. Cầu nguyện trời Phật đi cháu.
thần sẽ phù hộ con cả chuyến đi này. Bất cứ khi nào thấy đền thờ thần, nhớ lễ lại nghe con. Đi mày. Sao không? Để tao bơi cho mày. Chú làm gì vậy chú? Chú làm gì vậy chú? Cho con chu chuột nó cắn rúng mày, là mày biết bơi liền à? Không, em muốn nó cắn rúng em. Con trai mà sợ sẽ cái gì? Em muốn nó ra. Đó mà ra vậy chút kìm. Từ như vậy mây đen. Mây đen từ đâu mà ra? Ờ, trên trời. Rồi mua đi đâu? Ra biển. Ra biển rồi đi đâu nữa? Ờ, thì trở lên trời. Là sao nước từ biển trở lên trời? Sao mà trên bát nó đi được ngầu vậy chú? Vì có nhiều vật chết tan đi trong nước. Vật chết gì? Cây cỏ, trâu, người. Lần đầu, cả mấy tuần nay, làm sao em bỏ thằng Thiều đi lâu lâu vậy? Nó học đánh cờ với chú Kiềm. Vậy thì tụi nó phải đánh cờ thường hơn. Thiều đứa mê chú Kiềm quá. À, còn em? Anh ghen hả? Nếu có chuyện gì xảy ra cho anh thì em biết phải đi đâu rồi. Em không muốn mất anh nữa. Em không chịu nổi đời sống ba chìm bể nổi này. Mình làm khá tiền mà, không cần phải cúi đầu trước mặt ai hết. Lên mùa này rồi, em muốn mình định cư lại đất cao. Càng xa nơi này càng tốt. Đất cao? Tìm đâu cho ra? Trong đất của điện chủ. Làm tôi mọi cho người ta sao? Về tới giờ sao không nghe mày nói câu nào vậy cho nội? Thử một bài nghe coi. Muốn thuốc không mày? Bị con nhỏ nào bắt mất hồn rồi hả? Chuyện gì vậy chú Kiềm? Mẹ chú mạnh giỏi ra làm sao?
làm ra tới đây rồi. Anh Kiệm đâu? Chốt bên kia kìa. Đi đi, để tôi lo. Lâu ngày quá không gặp, tao không tin chuyện tôi nói kể chứ. Cả một bọn bi ha. Tụi nó đâu rồi? Còn chờ gì mà chia ra đây nập mạng? Tất cả ở đây đều do tôi bày ra. Thằng ngon thiệt ha. Cha nào con nấy. Tao đã biết là chả tính chuyện gì từ khi mày xuất hiện hồi năm ngoái lận. Bà tôi không có dính dáng gì trong vụ này hết. Mày nói cho ông biết là nếu ông muốn giành lại công việc này của tao thì chả không rồi. Tôi mới cho ông ba bữa nay. Ông chết rồi hả? Ba nhắn với ông là ông rất hối hận. Có thiệt là ông có một người em gái không? Đi theo tao. Ba má tao gửi tao cho ông hồi tao mới 10 tuổi. Ông dạy tao đủ chuyện như một người cha. Khi tao biết được chuyện ông làm với em tao, tao không. Tòa lão phét, mày lừa gạt tao phải không? Hồ ông nhập vô mày rồi phải không? Cấm miệng mày lại. Thằng tồi đó nó hiếp em gái tao. May mà má mày chặn được tao khỏi phải giết nó. Cú dao đó làm nó yếu hẳn đi, không còn đi len nổi nữa. Tao thừa hưởng hết công việc của nó. Rồi em ông, má tôi. Sau khi sinh mày được vài tuần thì nó mất. Lập tức ông thích đem mày về nuôi. Cả đời ta chịu ơn ông. Mày chôn ông ở đâu? Tụi bay liêu hồn, lần sau tao không chừa đâu nghe. Làm đồ ăn cho chú đi đường nè. Em muốn đi với chú Kim nữa. Thank you.
Hai có nhà không? Bà Hai. Bà Hai. Ông Hai. Ông Hai. Ông Hai. Mày chưa đi hả? Tao cầu xin mày đi cho tao nhờ. Thầy mới cũng sắp tới đây rồi. Ông Hai nói cái gì vậy? Ông có nhớ cháu là ai không? Mày đừng có tới gần tao. Mày muốn cái gì? Mày muốn bà đem bà đi luôn hả? Không, ông mới chung giùm ba cháu mấy tháng trước. Mày đã lấy mắt cây cô sai. Rồi bây giờ mày muốn đem bà xuống luôn địa ngục sao? Kim. 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 Cái gì vậy? Bà chết chừng một tháng sau khi cháu đi. Ai? Ai chết? Bà Hai hả? Làm sao mà... Một bữa đó, bà cảm thấy yếu trong mình. Bà đi nằm nghỉ. Rồi không bao giờ ngồi dậy lại nữa. Tao ráng. Rồi bác làm như thế nào? Cháu cũng biết là bà không cho bác giữ lại phần dưới cây cối sai. Đây là tiền mà cháu nào bác? Cháu cất nó đi để bác mua cái cối khác. Bác có còn nhớ cối dần xác ba cháu đâu không? Bác có cắm cây sào làm dấu, nhưng chắc nước kéo nó đi đâu mất. Có thể tìm theo hướng dòng nước chảy. Ba cháu lúc sống trên dọc số mạng, có thể trời đất muộn kết thúc như thế này. Chưa bay. Ráng bừa xong gieo mạ, còn gặt kịp trước mùa mưa tới. Dư sức mà bác, cháu còn phải lo đến sửa cái xuồng của bác để mùa mưa tới còn đi đánh cá nữa. Cháu có chắc là cháu không muốn đi lên với tụi bạn mùa này sao? Nghe nói tụi nó có nhiều người gửi trâu lắm. Không, cháu không muốn dính gì tụi nó nữa. Ben! Ben! Ben!
Bình đang ở đâu đây hả? Để làm gì vậy bác? Nước ở đâu thì cũng vậy thôi. Bác muốn nằm gần bà hai. Tối hôm qua bà về rượu đi, nhưng bây giờ mất cái cô say, bác không muốn bị treo lên cả tháng trời. Lập đến giữa đêm khuya, đem theo bốn bộ hạ. Tụi nó bắt anh Đạt và anh Quang đi mất. Từ đó rồi bặt tin luôn. Đã hơn 10 tháng nay. Đã 10 tháng, sao chị không? Tôi đã cố đi tìm ảnh khắp nơi. Sao chú không trở lại với tụi tôi? Tôi sợ không chịu nổi. Như vậy chắc mà tốt hơn. Chú đưa nắng giùm Thiều nha. Nó cần có một người cha. Cha? Chị muốn tôi làm một người cha? Bên chị đâu vậy? Nó biết rồi, tôi sẽ không đi nổi khi nó thức dậy. Chị không phải đi đâu hết. Chị ở lại đây nuôi thằng Thiều với tôi. Tôi ở lại nuôi nấng Thiều trên vùng nước này. Ba chìm, bảy nổi. Chúng tôi chứng kiến đoạn kết của cuộc chiến Nhật giải giới Pháp
nhưng rồi cũng bại trận. Vài tháng sau, khi nước lũ đang về, nước lại phủ trùm một thế giới rủ mục, thế giới của những người đàn ông không làm chủ được gì. Ngay cả bầy trâu, chúng tôi len trong nước, ba nổi, bảy chìm. Lam, con đang cầm cốt ông cố. Nội phải kể bắt đầu ở đâu? Mùa nước hay mùa khô?